Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2021, tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2021, số trường hợp mắc COVID-19 là 1.934 ca, trong đó số trường hợp phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa là 1.115 ca. Số trường hợp phát hiện ngoài cộng đồng là 819 ca. Số trường hợp điều trị khỏi là 266 ca. Trong ngày 5 tháng 8 năm 2021, Cần Thơ ghi nhận 103 ca nhiễm mới, trong đó 6 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 5 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm, 92 trường hợp trong khu cách ly, khu vực phong tỏa, đã truy vết 168 F1, 32 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Trong ngày, có 30 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện xét nghiệm test nhanh 2.369 mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 1.430 trường hợp. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 2.708 người. Lũy tích đến nay có 6.683 người hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương. Số người đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà là 5.645 người. Lũy tích đến nay có 67.439 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Kênh sẽ cập nhật ngay khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.